Xin chào, quần đảo Coco và quần đảo Keeling là một quần đảo đồng thời là lãnh thổ của Úc trong Ấn Độ Dương, nằm về phía tây nam đảo Christmas và ở vào khoảng giữa quãng đường từ Úc đến Sri Lanka. Quần đảo này bao gồm hai dạng san hô vòng và 27 đảo san hô, trong đó hai đảo Tây và Hôm có xấp xỉ 600 dân sinh sống. Quần đảo Coco Keeling gồm hai dạng san hô vòng thấp phẳng với diện tích 14,2 km², chiều dài đường bờ biển 26 km và độ cao nhất đạt 5m. Trên các đảo có rất nhiều cây dừa cũng như các thực vật khác. Khí hậu quần đảo dễ chịu, ôn hòa nhờ gió mậu dịch đông nam thổi hầu hết các tháng trong năm. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 độ C đến 30 độ C. Lượng mưa ở mức 2.000mm mỗi năm, chủ yếu rơi vào thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Có thể xuất hiện lốc xoáy trong các tháng đầu năm. Đảo Bắc Keeling là một dạng san hô vòng với một đảo san hô nằm phía trên có hình chữ C, vành san hô hầu như khép kín với một cửa vào nhỏ nối thông vào một đầm nước có diện tích khoảng 0,5 km². Đảo rộng khoảng 50m tại mặt đông nam, có diện tích vào khoảng 1,1 km² và không có người ở. Đảo Bắc Keeling và hải vực rộng 1,5 km tính từ bờ đảo hợp thành Công viên Quốc gia Keeling, thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1995. Công viên là ngôi nhà của loài chim Galerius philippensis andrewsi đặc hữu đang bị đe dọa. Quần đảo Nam Keeling là một dạng vòng bao gồm 24 đảo nhỏ nằm trên vành san hô không khép kín và có tổng diện tích đất nổi vào khoảng 13,1 km². Trong số này chỉ có hai đảo có người ở là đảo Tây và đảo Hôm. Cộng đồng Coco Malay, người Mã Lai Coco, sống trong các căn pondok trên hầu hết các đảo lớn. Không có sông hay hồ trên cả hai dạng vòng. Nước ngọt chỉ có trong các túi nước mưa ngầm nằm bên trên lớp nước mặn tại các đảo lớn và được khai thác qua các giếng đảo. Quần đảo Coco Keeling nằm trên điểm đối chân với đảo Con ở Nicaragua, một đảo nằm tương đối gần với một hòn đảo có cái tên gần giống là Coco của Costa Rica. Đa số cư dân quần đảo Coco Keeling là hậu duệ của các công nhân di cư tới đây để làm việc trong các đồn điền. Theo thống kê năm 2010 thì dân số quần đảo ước khoảng gần 600 người. Dân cư trên hai đảo Tây và Hôm nhìn chung có thể phân thành các nhóm sắc tộc là người gốc Âu trên đảo Tây khoảng 100 người và người gốc Mã Lai Coco Malay trên đảo Hôm khoảng 500 người. Tiếng Mã Lai quần đảo Coco và tiếng Anh là các ngôn ngữ chính. Văn hóa địa phương có nền tảng là văn hóa truyền thống Mã Lai và Hồi giáo. Theo ước tính năm 2002 thì 80% dân Coco là người Hồi giáo Sunni. Ngành du lịch nhỏ đang tăng trưởng trên quần đảo có định hướng nhắm đến các hoạt động du lịch sinh thái hay du lịch gắn biển. Các khu vườn nhỏ và cá đánh bắt là các nguồn cung cấp thực phẩm cho cư dân. Tuy vậy, phần lớn thức ăn và nhu yếu phẩm khác vẫn phải nhập từ Úc hoặc nơi khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Coco Island Cooperative Society tuyển dụng công nhân xây dựng, công nhân bốc vác và công nhân làm việc trên xà lan. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2006 ở mức 11,3%. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.